Đôi khi á, mình chạy bên ngoài nhiều quá mà mình quên cái người ở kế bên mình. Quý vị thấy ở đời á, nhiều người mang tiếng thì miệng thì mình nói là tôi lo sự nghiệp, tôi lo cho cái gia đình này, tôi bận như thế là tôi lo cho cái gia đình này, mà rốt cuộc cái người không được quan tâm nhiều nhất lại là cái gia đình này. Tôi nghĩ là tôi đi làm, tôi cực khổ, tôi cày như con trâu để tôi về tôi lo cho gia đình này, nhưng mà rốt cuộc cái người mà tôi không quan tâm nhiều nhất chính là cái gia đình này. Cơm nguội canh nhạt, vợ chồng không nhìn mặt nhau, con cái không biết mặt cha mẹ. Rồi xong rồi vô than với mấy sư, sao mà bây giờ con cái nói không nghe lời, với con của con nó không có tiếng nói chung. Nó nuôi nó lớn bao nhiêu năm cho đã, giờ nó muốn bỏ nhà nó đi. Tại sao vậy? Mình đã từng, có thể mình nghĩ mình là cha mẹ thì nó muốn ăn cái gì là mình biết, đồ nó mặc cái nào là mình biết, sở thích nó cái gì mình biết. Nhưng mà có những chuyện ngày hôm qua nó đi học về, có đứa tỏ tình với nó, mình biết không? Không biết. Ngày hôm qua lúc đi học về có đứa chặn đường bắt nạt nó, mình biết không? Mình không biết. Ngày hôm qua nó lên mạng thì có một cái tin nhắn làm nó buồn cả một ngày, mình biết không? Mình không biết. Mình nghĩ là mình biết hết, thực tế mình không biết cái gì hết trơn. Thành ra đó, cái mà mình nghĩ là mình làm cho họ mà rốt cuộc mình không hiểu họ. Mình nghĩ là mình lo cho con mình, rốt cuộc mình không hiểu con mình. Mình nghĩ là mình lo cho vợ, cho chồng mình, rốt cuộc mình không hiểu được vợ, cho chồng, không hiểu được vợ, được chồng mình. Rồi nó đồng sàng dị mỏng. Vấn đề là gì? Mình nghĩ là mình lo, thực tế mình không lo cái gì hết chứ. Và nó còn một cái nữa đó là đôi khi chúng ta nhân danh tình yêu mà chúng ta làm khổ nhau. Cái người chúng ta thương nhiều, yêu nhiều lại là người chúng ta làm khổ nhiều nhất. Còn cái thứ mà mình ghét, mình thù thì giỏi lắm, mình không thèm ngó ngàng tới nó thôi. Cho nên từ một cái câu nói rất là đơn giản, tức là ở đây không có người dọn vệ sinh, cho nên là quý vị làm ơn làm phước trả hết phòng, gom gọn lại chỗ đó, họ mình đi mình cho nó dọn vệ sinh. Thì sư thấy như vậy đó. Đời sống mình cũng vậy, cũng cần vệ sinh. Những thứ nó râu ria bên ngoài cắt bớt đi, bỏ bớt đi. Thật sự quan tâm ngó coi coi mình cần quan tâm là cái gì, là mình lo nó thôi, mình lo mình chăm. Đôi khi cái thu nhập thì nó có thể nó ít hơn một tí, đời sống nó có thể nó cực khổ hơn một tí, nhưng mà nó ấm cúng. Chiều hôm nay sư đi tản bộ, đi dọc cái con đường đây. Con đường nó rất là thơ, rất là đẹp. Không biết quý vị có đi bộ hay không, chứ nếu quý vị chỉ có đi bộ, con đường rất là đẹp. Quý vị thấy cái gì? Thấy một chuyện mà từ lâu rồi người Việt mình ở Sài Gòn, ở thành phố, nó đã mất. Nó là cái gì? Cái tình làng nghĩa xóm, cái sự chân chất, sự quan tâm lẫn nhau. Nhà thì cũng như làng quê Việt Nam hồi xưa đó. Nhà này qua nhà kia thì cách nhau một đoạn, nhưng mà biết nhau hết, biết mặt nhau hết. Con nít chơi chung với nhau, biết mặt nhau hết. Nhưng mà tới hồi mà lên phố rồi, phát triển rồi, thì ngay cả hai nhà sát vách mà còn không biết nhau nữa. Đôi khi chúng ta chạy theo vật chất quá mà nó mất nhiều cái, mà sẽ nói thật. Mình chạy theo đồng tiền để có, để mất đi những thứ mà dùng tiền mua không được. Chúng ta đánh đổi những thứ không thể mua được bằng tiền để có được tiền. Thì đôi khi chúng ta phải nghĩ là nó đáng không? Gia đình của chúng ta đánh đổi hạnh phúc gia đình, chúng ta đánh đổi cái sự ấm cúng trong gia đình, chúng ta đánh đổi sự quan tâm lẫn nhau, chúng ta đánh đổi sự thấu hiểu lẫn nhau, chúng ta đánh đổi cái tình thương dành cho nhau để có được những tiện nghi vật chất, mà để có được những đó chúng ta bỏ đi những thứ không mua được bằng tiền. Đôi khi chúng ta phải nghĩ lại là nó có đáng hay là không.